từ lâu. Bằng râu trắng đã vô cùng cực khét tiếng để đi vào đây, hết trên nhắc đến băng ai cũng biết đến. Đã đồng đội đánh ngang cơ với băng hay tặc của đầu cơ, cũng đủ biết sức mạnh của những thuyền viên này không phải tay mơ. Là cái nồi của DA Metra Metra Yanomi, xiết chết thắt bởi râu đen rồi hắn lặng lẽ ra đi. Cho đến khi ai bị bắt thì bốn chúng càng hoành hành, cả râu trắng cũng bước lên nhưng sứ mạng không hoàn thành. Đội trưởng đứng lên bởi đế chế của râu trắng, mang hoài bão chạy đi khắp nơi khi mà cô dang rộng đôi cánh để cho họ biết tất cả thuyền viên chúng ta ai ai cũng có sức mạnh. Biết bao đội trưởng thuộc hạng cực căng luôn thể hiện ở trong lúc đánh. Giờ dù kim cương có viết ta là kiếm sĩ na mơ người cáp là mình có nhiều vũ khí ra cứ do kinh điêu blin him cứ riêu haruta forza y do đứng đầu là Marco danh là tư hoàng tên đầu trắng hơn 5 tỷ từ tri nã khi nghe đến cũng căng thẳng được cái giá đó xứng đáng với người tầm cỡ như ông vô hay tặc muốn cọ sát một trận ra trò rồi để lại thẹo vì kỹ năng. Bao hay tặc cũng thấy ngán vì tiền thưởng này quá lớn, các thuyền trưởng này công cán lại cần nể ông nhiều hơn. Vì bố già thương người con giống như biết mon mẹ thiên hạ, không ai mong chạm trán với ông vì đâu có ai đủ gan dạ. Ông cùng đi ấy, ta biệt Marco, hai chúng ta phải đi đây. Yeah. Cẩn thận râu đen, các con đừng khóc lệ ướt đông mi cây. Yeah. Ai cũng phải chết, nhưng thẻ của ta không nằm ở trên lưng. Để người đời sau khi ai cũng nhắc tới tứ hoàng, nó cũng chỉ nằm ở mức danh xưng. Yeah. Râu trắng cũng không biết tại sao sức mạnh ngân vua hải tặc liệu rằng kho báu không biết ở đâu. Những thuyền viên ta chạy chở nhau, không cần biết địch mạnh cỡ nào, chỉ cần biết đồng đội gặp nạn là tới nơi đó mặc kệ thế nào. Râu trắng cũng không biết tại sao sức mạnh ngân vua hải tặc liệu rằng kho báu không biết ở đâu. Những thuyền viên ta chạy chở nhau, không cần biết địch mạnh cỡ nào, chỉ cần biết đồng đội gặp nạn là tới nơi đó mặc kệ thế nào. Lên thuyền ra khơi cùng đồng đội đi muôn nơi, kho báu huyền thoại game chiến thuật mình cứ tải ra ta chơi liên tục cập nhật luôn, riêng nã cắt cao cứ tương mới trong trắng hùng mạnh muốn sản xuất hiện chỉ tung một tấm lên tơi bời lên.